Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2871. Kẻ này, trong lòng Đường Tuấn chấn động, anh rốt cuộc biết năm đó ai phản bội trái đất. Ánh mắt Đường Tuấn nhìn chằm chằm Bạch Mang, thời gian và không gian xung quanh không ngừng biến hóa, hình ảnh cuối cùng ngừng lại trên một ngọn núi thần. Vẫn là chăn khổng lồ màu trắng kia, nhưng cơ thể nó to hơn lúc trước mấy phần, uy thế càng khiếp người hơn. Cơ thể chăn khổng lồ quấn quanh núi thần, nó lười biếng lè lưỡi ra, dưới núi thần, một đám người quỳ lại dập đầu với nó. Bỗng nhiên chăn khổng lồ đưa mắt nhìn hư không, giống như đang nhìn Đường Tuấn xuyên qua thời gian và không gian vô tận. Kẻ nào, dám nhìn trộm bản tọa, chăn khổng lồ quát một tiếng. Giọng nói bao phủ thời gian và không gian, cảnh tượng xung quanh không ngừng đổi thay, tinh thần Đường Tuấn rút lui khỏi vạn diệu thiên nghi, nhưng anh vẫn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thần quân, con chăn chán này lại là một thần quân. Trong lòng Đường Tuấn ngơ ngác, may mà thực lực của anh ngang với cảnh giới động hư đỉnh cao, nếu không một tiếng quát vừa nãy cũng đủ để tiêu diệt anh, uy lực của thần quân khủng bố như vậy. Cơ thể Đường Tuấn không ngừng chấn động, một luồng sức mạnh không thể nào nói thành lời đang mạnh mẽ tàn phá trong người Đường Tuấn, không ngừng phá hoại sức sống trong người anh. Đây là sức mạnh mà một tiếng quát vừa nãy của chăn trắng lưu lại. Sắc mặt Đường Tuấn trắng bệch, vị vừa nãy anh nhìn thấy tuyệt đối là một thần quân còn sống sờ sờ. Chăn chắn phản bội trái đất, không chỉ còn sống, còn trở thành thần quân, được người ta kính ngưỡng thờ phụng, điều này khiến cho Đường Tuấn tức giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Qua một hồi lâu, nguồn sức mạnh này mới tan biến, Đường Tuấn từ từ thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nếu không phải trong người anh có nhiều thứ, cho dù là cảnh giới động hư đỉnh cao cũng sẽ chết dưới một kích cách không vừa nãy kia. Con chăn trắng này rốt cuộc là kẻ nào? Trong lòng Đường Tuấn thắc mắc. Ở một nơi cách thành vạn diệu không biết bao xa, một ngọn núi thần sừng sững giữa đất trời, một con chăn trắng quấn quanh núi thần, tỏa ra sát khí nồng nặc. Con mắt hung tàn của nó nhìn về phía hư không, kinh ngạc nói thế mà không chết. Loạch xoạch, hai tia sáng thần từ trong ánh mắt nó bắn ra, xuyên thủng hư không. Nó lại ra tay, nó muốn lần theo hơi thở kia, tiêu diệt hoàn toàn cái tên dám dòm ngó nó. Mấy chục ngàn năm nay, kẻ muốn giết nó không biết bao nhiêu, nhưng nó vẫn sống sót, cũng bởi vì nó cẩn thận kỹ lưỡng, không hề nương tay. Mặc kệ tu vi đối phương thế nào, vô tình hay cố ý, dám nhìn nó thì phải chết. Chương 2872. Nhưng vào lúc này, trong hư không có một bàn tay cực lớn duỗi ra, bóp nát hai tia sáng thần kia, hơn nữa bàn tay còn làm hư không sụp đổ, cắt đứt hơi thở Đường Tuấn mới vừa để lại, khiến cho chăn trắng không thể tiếp tục truy sát Đường Tuấn nữa. Thần quân nào ra tay đấy? Vẻ mặt chăn trắng nghiêm túc. Sau khi bàn tay kia làm xong tất cả mọi thứ thì lập tức biến mất, không ai đáp lại chăn trắng. Chăn trắng nhìn chằm chằm hư không, sát khí trong ánh mắt từ từ đậm đặc, nó nhỏ giọng nói, lẽ nào là tàn dư của trái đất sao? Chăn trắng hừ lạnh một tiếng, nó lạnh lùng nói, cũng sắp diệt tộc rồi, còn dám chạy tới gây rối. Nó nhìn về phía những nhân tộc làm lễ với nó bên dưới kia, nó uốn éo thân chăn một cái, nuốt một đống người vào mồm. Nó nhai rồi nhai, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nhưng dáng vẻ của nó lại khá là hưởng thụ, nó nói, nhân tộc, sinh vật thấp hèn. Những người dưới núi thần kia nhìn thấy đồng đội bị nuốt vào bụng, bọn họ không những không chạy trốn, ngược lại còn không ngừng dập đầu. Đường Tuấn cũng biết cử động của anh khiến hai vị thần quân tạm ngừng đánh nhau, TSNG, Ma A Trương giáo diệu lúc này anh đang nhìn vạn diệu thiên nghi, tỏ ra lúng túng. Mà trưởng giáo cung vạn diệu cùng rất nhiều trưởng lão thì đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn anh, kiếm khí của trưởng lão kiếm bộc phát, sát cơ lạnh lẽo khóa chặt Đường Tuấn. Tiểu bối, anh dám hủy hoại vạn diệu thiên nghi, có trưởng lão quát lệnh. Đường Tuấn nhìn vết nứt trên vạn diệu thiên nghi, trên mặt anh lộ ra nụ cười khổ, anh áy náy nói tôi không phải cố ý. Tuy rằng anh đỡ lấy một kích từ xa của chăn trắng, nhưng vạn diệu thiên nghi lại bị tổn hại. Sau khi người của cung vạn diệu biết được thì lập tức tạo thành cục diện này. Lão nhân thiên diễn nhíu chặt mày nói, tuy rằng vạn diệu thiên nghi không phải đạo khí, nhưng cũng không dễ bị hủy hoại như vậy, vừa nãy anh rốt cuộc đã điều tra cái gì? Chẳng lẽ liên quan tới một số việc cấm kỵ? Đường Tuấn gãi đầu, ngượng ngùng nói, không cẩn thận điều tra được thần quân. Lúc đầu trên mặt trăng, con chăn trắng kia còn chưa thành thần quân, cho nên Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều quá. Ai ngờ mấy chục ngàn năm trôi qua, chăn trắng đã thành thần quân rồi. Ai biết Đường Tuấn vừa dứt lời, lập tức có trưởng lão lạnh lùng nói, hoang đường.
tu vi thần quân cỡ nào, nếu như thật sự điều tra được thần quân, anh đã sớm chết rồi, tôi thấy anh chính là cố ý hủy hoại vạn diệu thiên nghi. Trưởng giáo, người này thực sự đáng nghi, tôi đề nghị giao anh ta cho chấp pháp đường xử trí. Người đang nói chính là thủ tịch trưởng lão chấp pháp đường, giọng nói lộ ra sát khí nồng đậm. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Tên này không chỉ hủy hoại vạn diệu thiên nghi, còn tìm cái cớ sứt sẹo này n khinh thường bọn họ là kẻ ngu sao. Triệu Huyền sốt ruột nói, trưởng giáo, các vị trưởng lão. Chương 2873. Đường Tuấn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng anh ta không thể ngồi yên không quan tâm. Nhưng các trưởng lão cung vạn diện lão không muốn để Triệu Huyền mở miệng nói, Triệu Huyền, cậu bị thương rất nặng, tôi thấy cậu vẫn nên trở về tĩnh dưỡng chút đi, chuyện nơi đây chúng tôi tới xử lý là được. Vẻ mặt Triệu Huyền căng thẳng, anh ta đành phải nhìn về phía lão nhân Thiên Diễn. Xử lý Đường Tuấn như thế nào cuối cùng chỉ có trưởng giáo có thể quyết định, anh ta tin tưởng trí tuệ hơn người của lão nhân Thiên Diễn. Ánh mắt lão nhân Thiên Diễn nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng tỏ tường. Bầu không khí trong sân yên tĩnh một lát, lão nhân Thiên Diễn mới phất tay, nói với các trưởng lão và Triệu Huyền, các người ra ngoài trước đi, tôi có mấy lời muốn nói với anh bạn nhỏ này. Tuy rằng trong lòng rất nhiều trưởng lão không cam lòng, nhưng họ cũng chỉ đành cất bước ra ngoài, có mấy người trước khi đi còn cảnh cáo Đường Tuấn, cẩn thận một chút, hình cụ chấp pháp đường đang đợi anh. Không gian này rất nhanh cũng chỉ còn lại Đường Tuấn và lão nhân Thiên Diễn. Có thể nhìn lén thần quân mà không chết, xem ra có người hộ đạo trong bóng tối nhỉ. Lão nhân Thiên Diễn không nhìn Đường Tuấn mà nhìn vết nứt trên vạn diệu thiên nghi kia, chậm rãi nói, có thể để thần quân hộ đạo anh, xem ra anh rất bất phàm. Lão nhân Thiên Diễn nhìn thấu thiên cơ, tuy rằng không đạt tới cảnh giới thần quân, nhưng ông ta hiểu rõ sức mạnh của thần quân đáng sợ đến mức nào. Cho dù Đường Tuấn nghịch thiên lần nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản một đòn của thần quân, huống chi thần quân còn có thể lần theo hơi thở kia ra tay với Đường Tuấn từ không gian xa xôi, có thể nói là không chết không ngừng. Đường Tuấn còn sống nói rõ có những cao thủ khác cùng đẳng cấp đã xóa đi dấu vết kia cho Đường Tuấn. Ông tin tôi, Đường Tuấn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng những từ, hộ đạo, mà lão nhân Thiên Diễn nói anh không hiểu. Lão nhân Thiên Diễn gật đầu. Ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, thực lực của anh không tệ, thế nhưng muốn đánh nứt vạn diệu thiên nghi còn chưa làm được. Cụ ông dịch một băng ghế nhỏ từ trong góc ngồi xuống, phổ cho bụi trên ghế nơi có điều vạn diệu thiên nghi quả thực bị tổn hại vì anh tính bồi thường thế nào? Nếu như không thể đưa ra một đáp án chắc chắn, vậy anh phải tới chấp pháp đường một lần thôi. Đường Tuấn nhìn dáng vẻ này của lão nhân Thiên Diễn, khóe miệng không khỏi giật giật, dáng vẻ tiên phong đạo cốt trước đây của ông đâu. Có điều anh quả thực rơi vào cục diện bế tắc, nếu như người cung vạn diện không nói đạo lý, anh còn có thể làm ầm ĩ một trận. Nhưng bây giờ dáng vẻ lão nhân Thiên Diễn còn rất dễ nói chuyện, ông ta còn chuẩn bị giảng đạo lý, ngược lại khiến Đường Tuấn khó xử. Nếu không thì tôi dùng linh thạch, nguyên thạch hư không bồi thường. Đường Tuấn hỏi. Lão nhân Thiên Diễn cười nói, anh cảm thấy cung vạn diệu chúng tôi quan tâm chút linh thạch và nguyên thạch hư không này của anh sao? Chương 2874. Đường Tuấn khẽ run, kỳ môn thuật cung vạn diệu được xem là vô song trong tinh vực Kỳ Lân, bình thường người cầu tới cửa không ít, hơn nữa người cung vạn diệu ra tay đều không rẻ, cho nên cung vạn diệu đúng là không thiếu bảo vật như linh thạch, nguyên thạch hư không. Đường Tuấn còn muốn nói thêm, nhưng lúc anh nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng lão nhân Thiên Diễn thì đã biết trong lòng ông già này khẳng định đã tính toán xong rồi, bản thân anh nói nữa cũng vô dụng. Đường Tuấn đành thở dài nói, vậy trưởng giáo Thiên Diễn có đề nghị gì? Ông lão Thiên Dũng cười đến nheo mắt lại, như âm mưu của lão già đã thành công. Ông ta nhìn Đường Tuấn, cười ha hả nói, người bạn nhỏ không chỉ có y thuật không tồi, mà ngay cả thực lực cũng không tồi, như là thiên tài. Đường Tuấn có chút cạn lời, nói trưởng giáo Thiên Dũng quá khen rồi. Lão già này tuyệt đối có quỷ, hết lần này tới lần khác bản thân không phát tác được. Ông lão Thiên Dũng nói, tôi muốn mời người bạn nhỏ và Triệu Huyền tham gia hội tháp Đăng Long không lâu sau, đến lúc đó giúp đỡ Triệu Huyền một chút. Đường Tuấn giật mình, nhíu mày nói, tôi cũng đã nghe nói qua hội tháp Đăng Long, nhưng chỉ có 10.000 thanh niên tu hành thông qua vạn tiên hội tiền kỳ mới có thể tham gia, tôi vốn không tham gia vạn tiên hội nên có lẽ không tham gia được. Ông lão Thiên Dũng nói, quy củ là như vậy, nhưng không phải không có cách thay đổi. Bốn lần này vạn diệu cung tôi có hai đệ tử chuẩn bị tham gia hội tháp Đăng Long, theo thứ tự là Triệu Huyền và Trương Long Sơn. Nhưng Trương Long Sơn bị giết rồi,
Triệu Huyền lại bị thương, nếu cứ muốn tham gia hội tháp Đăng Long, sợ là rất nguy hiểm. Cho nên tôi muốn mời cậu dùng thân phận Trương Long Sơn tham gia hội tháp Đăng Long. Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp mọi chuyện, thân phận sẽ không bị vạch trần. Đường Tuấn hỏi, tại sao lại chọn tôi? Ông Lão Thiên Dũng cười nói, rất đơn giản, bởi vì cậu là thiên tài, chẳng phải vừa nãy tôi đã nói sao? Chỉ cần sau khi hội tháp Đăng Long kết thúc, chuyện người bạn nhỏ làm hỏng Vạn Diệu Thiên Nghi sẽ được xóa bỏ. Đường Tuấn nhìn ông Lão Thiên Dũng, chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ, nói, xem ra tôi không có lựa chọn nào khác. Ông Lão Thiên Dũng cười ha hả nói, đương nhiên người bạn nhỏ có lựa chọn rồi, tôi cũng không ép cậu. Rất nhanh, ông Lão Thiên Dũng gọi Triệu Huyền và máy trưởng lão đến, nói chuyện Đường Tuấn giả Trương Long Sơn cho bọn họ biết. Mấy trưởng lão và Triệu Huyền đều rất khiếp sợ, nhưng không biết ông Lão Thiên Dũng đã nói gì với bọn họ, mặc dù bọn họ vẫn có chút bất mãn nhưng không còn phản đối nữa. Đây là thông tin liên quan đến Trương Long Sơn. Chương 2875. Ông Lão Thiên Dũng đưa cho Đường Tuấn một lá bài ngọc, tay đang nắm Vạn Diệu Thiên Nghi đánh vào trong cơ thể Đường Tuấn. Dáng vẻ và khí thức của Đường Tuấn lập tức thay đổi, biến thành một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo lãnh khốc, khác biệt một trời một vực với dáng vẻ trước đó của anh. Yên tâm, trừ khi thần quân cấp cao thủ đặc biệt chú ý đến cậu, nếu không không ai có thể nhận ra khí thức ban đầu của cậu đâu. Ông Lão Thiên Dũng thoạt nhìn rất hài lòng. Trong lòng Đường Tuấn cũng chấn động, kiểu thay đổi khí thức này thật sự quá cao minh, chỉ riêng hơi thở đã suýt chút nữa khiến Đường Tuấn cho rằng mình chính là Trương Long Sơn. Anh không khỏi nhìn về phía Vạn Diệu Thiên Nghi, đó không phải là đạo khí mà đã có năng lực huyền diệu như vậy, nếu trở thành đạo khí, chỉ sợ ngay cả thần quân cũng sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Ông Lão Thiên Dũng dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Đường Tuấn, nói thăng cấp đạo khí đâu có dễ dàng như vậy, hơn nữa bảo vật như Vạn Diệu Thiên Nghi có thể theo dõi thiên cơ, muốn thành đạo khí khó gấp 10 lần so với thiên khí khác, càng không biết hao khí tài nguyên bao nhiêu. Chứ đừng nói lôi kiếp lúc thành tựu đạo khí. Đó là thiên uy đáng sợ ngay cả thần quân cũng có thể chém giết. Đường Tuấn khẽ gật đầu, ông Lão Thiên Dũng nói không sai, thiên khí thăng cấp đạo khí không thể đơn giản như người tu hành động hư cảnh đột phá thần quân. 3 ngày sau hội tháp Đăng Long sẽ bắt đầu, đến lúc đó tôi sẽ đưa các người đi, 2 ngày này cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ông Lão Thiên Dũng và mấy trưởng lão rời đi rất nhanh, tên nhóc Triệu Huyền cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi hấp thu ký ức của Trương Long Sơn, Đường Tuấn lập tức đi đến động phủ của Trương Long Sơn. Dọc đường đi, không ít đệ tử Vạn Diệu Cung nhìn thấy anh đều lần lượt tiến lên chào hỏi anh, quan tâm thương thế của anh, rõ ràng bọn họ cũng biết chuyện Điện Xâm La phái người ám sát. Nhưng bọn họ lại không biết Trương Long Sơn sớm đã chết, người trước mắt là Đường Tuấn, là một người xa lạ bọn họ hoàn toàn không quen biết. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, Trương Long Sơn thoạt nhìn lãnh khốc, nhưng thực tế lại là một tên ngoài lạnh trong nóng. Là một trong số các đệ tử có danh vọng khá cao ở Vạn Diệu Cung. Theo trí nhớ, Đường Tuấn rất nhanh đã tìm được động phủ của Trương Long Sơn. Đúng lúc này, anh bỗng nhiên thấy được một cảnh rất buồn cười. Một động phủ cách động phủ Trương Long Sơn không xa, hai mắt Triệu Huyền bịt vải đen giống như người mù mò mẫm xung quanh. Cho dù tu sĩ không có thị lực cũng sẽ có tinh thần cảm giác, nhưng xem ra, ngay cả tinh thần cảm giác của mình Triệu Huyền cũng tạm thời phong tỏa lại. Tại lực Đường Tuấn nhạy bén, cách không xa còn có thể nghe được trong miệng Triệu Huyền thỉnh thoảng nói, đây là phía đông, không đúng, là phía tây. Chương 2876. Xung quanh, còn có rất nhiều đệ tử Vạn Diệu Cung nhìn cảnh này, có người thấp giọng nói, Triệu sư huynh thật siêng năng, đã bị thương còn không ngừng tu luyện, thật sự là tấm gương của chúng ta nhất định phải học tập theo Triệu sư huynh. Đường Tuấn nghe vậy, nhịn cười không được. Nếu đệ tử Vạn Diệu Cung biết Triệu Huyền đang học phân biệt phương hướng, thì không biết sẽ nghĩ thế nào. Hơn nữa tên Triệu Huyền này cũng dễ lừa gạt quá rồi, cách thái quá như vậy mà cũng tin. Suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn cảm thấy vẫn không nên nói cho Triệu Huyền biết sự thật, anh sợ sau khi tên nhóc đó biết sẽ sụp đổ. Bản thân bị ông Lão Thiên Dũng lừa gạt, vừa hay trả lại trên người đồ tử đồ tôn của ông ta, dù sao đối với Triệu Huyền cũng không có hại. Nghĩ đến những điều này, Đường Tuấn vui vẻ đi vào động phủ. 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Để tránh lộ sơ hở, Đường Tuấn đều ở trong động phủ, không đi ra ngoài. Đương nhiên, anh cũng sợ mình nhìn thấy Triệu Huyền, sẽ không cẩn thận nói ra. Anh vừa ra khỏi động phủ, Triệu Huyền đã lập tức bay đến, trên mặt tràn đầy vui mừng, nói, Đường, Trương sư đệ, cuối cùng đệ cũng xuất hiện. Không biết tại sao,
nhìn dáng vẻ Triệu Huyền, Đường Tuấn lại muốn cười. Anh cố nén ý cười, Đường Tuấn học theo thần thái Trương Long Sơn trong trí nhớ, nghiêm túc nói, Triệu sư huynh có chuyện gì không? Triệu Huyền thầm giơ ngón tay cái lên với Đường Tuấn, học theo rất giống, không hổ được trưởng giáo xưng là tên nhóc thiên tài. Anh ta hạ giọng nói, luyện pháp sân mù đường của đệ đúng là thần. Người bạn đó của tôi luyện mấy ngày, đã nhạy cảm với phương hướng nhiều hơn rồi. Trong lòng Đường Tuấn buông lỏng, hóa ra là điều này, anh còn nghĩ là Triệu Huyền tìm mình tính sổ nữa chứ. Tinh thần Đường Tuấn nghiêm túc, nói, đương nhiên rồi. Cách này là do tôi đã đúc kết kinh nghiệm từ nhiều người đi trước đó. Anh yên lặng nhìn thoáng qua Triệu Huyền, thầm nói, không lẽ cách đó có hiệu quả đó chứ? Triệu Huyền nặng nề gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần sùng bái, nói, sau này chúng ta sẽ là anh em, để có yêu cầu gì cần anh đây giúp thì cứ việc nói. Trong điện chính của Vạn Diệu Cung, sắc mặt ông Lão Thiên Dũng và mấy trưởng lão co rúm lại, thì ra mấy hôm nay Triệu Huyền đang luyện cái này, mà còn là do Đường Tuấn dạy. Ông già Thiên Dũng và mấy trưởng lão đều biết chuyện Triệu Huyền là người mù đường nhưng đều không nói ra, trong lòng biết là được rồi, để tránh đả kích Triệu Huyền. Chỉ là bọn họ không ngờ tên nhóc Triệu Huyền lại tin cách chữa trị kỳ quái của Đường Tuấn, hơn nữa còn luyện liên tục 3 ngày. Thánh tử bọn họ cực khổ nuôi dạy không lẽ đã bị Đường Tuấn đùa hỏng rồi sao? Trưởng giáo, ngay cả kiếm trưởng lão ngày thường là người nghiêm túc cũng nhịn cười, nói chúng ta có nên nói cho Triệu Huyền không? Sắc mặt ông Lão Thiên Dũng bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra ông ta đang nhịn cười từ trong góc mắt khẽ run của ông ta lắc đầu, nói, không cần, dù sao cũng không có gì xấu, cứ cho nó chút hy vọng là được. Chương 2877, quả thật cần phải tăng cường phương diện tu hành này. Dưới sự dẫn dắt của ông Lão Thiên Dũng, trưởng lão và đệ tử Vạn Diệu Cung chậm rãi đi tới Tháp Đăng Long, chuẩn bị tham gia hội Tháp Đăng Long kế tiếp. Triệu Huyền và Đường Tuấn đi cùng với nhau. Anh ta khẽ chau mày, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ nghi ngờ, không biết tại sao, sau khi rời khỏi Vạn Diệu Cung anh ta luôn cảm thấy ánh mắt trưởng giáo và các trưởng lão nhìn mình rất kỳ lạ. Ánh mắt này giống như đang nhìn một kẻ ngốc, tràn ngập sự đồng tình. Không phải mình là thiên tài Vạn Diệu Cung sao? Trong lòng Triệu Huyền không khỏi nói thầm, rốt cuộc trưởng giáo và các trưởng lão làm sao vậy? Anh ta dùng khuỷu tay chạm vào Đường Tuấn, thấp giọng nói, Trương sư đệ. Để cảm thấy anh đủ ưu tú chưa? Đường Tuấn không nói gì, bản thân cảm thấy tên nhóc này cũng rất tốt. Nhưng dù sao cũng vừa mới lừa được Triệu Huyền, nên lúc này Đường Tuấn cũng không tiện đả kích anh ta nữa. Hơn nữa quả thật thiên phú của Triệu Huyền không tồi, được xếp vào hạng 200 người trong tuyển chọn ban đầu của Vạn Tiên Hội, dẫm vô số thiên kiêu dưới chân. Mặc dù không biết tại sao tên nhóc này lại hỏi như vậy, nhưng anh vẫn trả lời, rất tốt. Triệu Huyền nghe vậy, trên mặt cũng ngạo nghễ cười, nói, vậy mới đúng chứ, mấy ngàn năm Vạn Diệu Cung mới xuất hiện một thiên tài mà. Bất chợt, nụ cười trên mặt anh ta lại mất tinh thần, nói, vậy tại sao hội Tháp Đăng Long sắp tới, trưởng giáo và các trưởng lão đều không đến bày tỏ chút nào cả. Đường Tuấn lập tức hiểu rõ, nhìn về phía trưởng giáo và các trưởng lão phía trước. Suy nghĩ một lúc, Đường Tuấn nói, có thể bọn họ sợ áp lực của anh quá lớn, nếu nói nhiều thì thực lực của anh sẽ không phát huy được. Không nói với anh là tốt cho anh phải hiểu ý tốt của họ. Đường Tuấn chỉ nói một lời, anh đâu biết rõ chuyện của Vạn Diệu Cung, nhưng không ngờ người nói vô tình người nghe lại có tâm. Triệu Huyền nghe xong, ánh mắt sáng ngời, vỗ mờ u bàn tay, nói, không sai, nhất định là như vậy. Anh ta càng nghĩ càng đúng, bỏ qua sự uất ức lúc trước, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Lúc này, ông Lão Thiên Dũng và các trưởng lão cũng nghe được lời của Triệu Huyền. Đều làm bộ không nghe thấy, vẫn có dáng vẻ không quan tâm. Chỉ là trong lòng mấy người họ thở dài, Triệu Huyền ơi là Triệu Huyền, ổn cho cậu là thánh tử Vạn Diệu Cung, kết quả không chỉ mù đường mà còn dễ bị lừa như vậy. Trưởng giáo, tôi thấy sau này tuyển thánh tử nhất định phải trải qua cửa ải tình người mới được. Kiếm trưởng lão truyền âm cho ông Lão Thiên Dũng, đề nghị nói. Trên mặt ông Lão Thiên Dũng tràn đầy nghiêm túc nói, quả thật cần phải tăng cường phương diện tu hành này. Mấy trưởng lão khác cũng đều gật đầu, Triệu Huyền đã bị chơi xấu, nên nhất định phải cân nhắc cho thế hệ tiếp theo. Gần một canh giờ sau, mọi người thông qua trận pháp dịch chuyển đi đến Long Thành, Tháp Đăng Long ở trong Long Thành. Đám người Đường Tuấn đứng trên không trung bên ngoài Long Thành, nhìn cảnh tượng cách đó không xa.
Chương 2878, là cường giả yêu tộc của tinh vực Bạch Hổ. Một tòa thành trì to lớn sừng sững giữa trời đất, các loại kiến trúc đều rất cao lớn, cho dù con người đứng trước cửa kiến trúc nhỏ nhất cũng nhỏ bé như con kiến hôi, những kiến trúc này dường như không phải cho người ở mà là cho người khổng lồ ở. Phong cách kiến trúc cũng lộ ra luồng khí tức thô bạo, một cảm giác áp lực không cách nào nói nên lời tràn ngập trong lòng mọi người. Long Thành là một trong những nơi ở của Long tộc rất lâu trước đó, mặc dù hiện tại phần lớn Long tộc đều ở tinh vực Thanh Long, nhưng vẫn có một phần nhỏ Long tộc ở trong tinh vực Kỳ Lân. Hiện giờ tòa Long Thành này chính là nơi ở của Thiên Long và Bộ Hạ. Ngày thường Long Thành cấm người ngoài tiến vào, lần này là vì hội tháp Đăng Long. Sắc mặt ông Lão Thiên Dũng ngưng lại nhìn Long Thành, ánh mắt có chút buồn bã như lâm vào trong hồi ức nào đó. Đông đảo đệ tử Vạn Diệu Cung cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng Long Thành, lúc này đều bị chấn động, sững sờ tại chỗ. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, Hoa Hạ cũng có đủ kiểu truyền thuyết về thần Long, vậy Thiên Long trong Long Thành có giống thần Long ở Hoa Hạ hay không? Tháp Đăng Long đâu? Qua lúc lâu mới có đệ tử lấy lại tinh thần, quả thật Long Thành hoành tráng nguy nga, nhưng bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Tháp Đăng Long trong truyền thuyết. Thật là ngu xuẩn. Ngay sau đó, một âm thanh khinh miệt và trào phúng vang lên phía sau đội ngũ Vạn Diệu Cung. Sắc mặt ông Lão Thiên Dũng, mấy trưởng lão và Triệu Huyền dùng mình, nhìn về phía người đang đi đến. Ở phía sau bọn họ, một đội ngũ như họ lần lượt tiến tới, mỗi một người đều tản ra khí tức cường giả. Người vừa phát ra âm thanh chính là thanh niên đứng ở phía trước, dáng người anh ta khôi ngô, cao chừng 3 mét, cánh tay còn to hơn đùi người đàn ông trưởng thành, cơ bắp tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Sát khí nồng đậm từ trên người anh ta tràn ngập, rất nhiều đệ tử Vạn Diệu Cung bị anh ta nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trắng như tuyết, sợ tới mức lùi lại vài bước. Là cường giả yêu tộc của tinh vực Bạch Hổ. Triệu Huyền hạ giọng nói một câu, đi đến trước mặt mấy đệ tử Vạn Diệu Cung, thân hình chấn động, tản mát ra một luồng khí thế, chống lại khí thế của thanh niên khôi ngô đó. Lúc này mấy đệ tử Vạn Diệu Cung mới dễ chịu hơn một chút, ném biểu cảm hổ thẹn về phía Triệu Huyền. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ phải quỳ xuống ngay tại chỗ. Khí thế của thanh niên khôi ngô đó thật sự quá đáng sợ. Hổ ấp, anh muốn làm gì? Triệu Huyền quát lên. Cơ bắp toàn thân anh ta đều. Chương 2879, anh có thể không? Thanh niên khôi ngô hổ ấp cười ha ha, nói chỉ là vừa rồi tôi nghe được những kẻ thô thiển các người bàn luận về tháp Đăng Long, cảm thấy rất buồn cười. Anh ta nhìn về phía Long Thành, đôi mắt to như chuông đồng bộc phát ra tia sáng chói mắt, nói tháp Đăng Long là khu vực của Long tộc thành thánh, cũng là thánh địa của yêu tộc tôi, sao có thể dễ dàng để các người nhìn thấy được. Hi hi, nhưng đợi các người vào tháp Đăng Long, cũng chính là ngày chết của các người. Anh ta thu hồi ánh mắt, cười giễu nói, anh tên Triệu Huyền đúng không, tôi đã nghe qua danh của anh, thánh tử Vạn Diệu Cung xếp thứ hạng 200 trong lần đại hội Vạn Tiên này. Thực lực bình thường, ba chiêu của tôi đã có thể đánh bại anh rồi. Tốt nhất là anh đừng tiến vào tháp Đăng Long, nếu không tôi sẽ đánh chết anh. Tôi không đùa với anh đâu. Nói xong, một luồng khí thế càng thêm mãnh liệt bộc phát ra từ trên người hổ ấp, không khí đều bị đè nén, phát ra âm thanh, ầm ầm. Bịch bịch. Triệu Huyền lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy ra dòng máu nhỏ, sắc mặt xanh mét. Ha ha ha. Vạn Diệu Cung cũng chỉ có vậy. Hổ ấp cười lên tiếng, tiếng cười điên cuồng truyền đi rất xa. Khóe miệng của mấy cường giả thế hệ trước dẫn đội tinh vực Bạch Hổ cũng nhếch lên nụ cười giễu nhìn cảnh này, ánh mắt cũng không ngừng nhìn qua ông Lão Thiên Dũng và mấy trưởng lão Vạn Diệu Cung, đầy sự khiêu khích và vẻ khinh thường. Nhưng ông Lão Thiên Dũng và mấy trưởng lão Vạn Diệu Cung cũng không thể ra tay được, vì dù sao đây cũng là trận đấu giữa thế hệ trẻ. Bọn họ nhìn lấy Triệu Huyền, sắc mặt lo lắng. Lúc này Triệu Huyền đấu thế với Bạch Hổ, trước mắt đã bộc phát, cho dù Triệu Huyền chủ động hay lùi lại hai lần nữa bị đẩy lùi, thì đều bị thương không nhẹ, trừ khi có một sức mạnh mạnh hơn từ bên ngoài đến đè khí thế của hổ ấp trở lại. Một con mèo hoang, cũng tự cho mình là hổ. Ngay khi hổ ấp chuẩn bị cho Triệu Huyền một đòn, thì một giọng nói khinh thường vang lên ở tại chỗ. Dứt lời, một người từ phía sau Triệu Huyền đứng ra. Anh ta đi tới trước người Triệu Huyền, và giúp Triệu Huyền ngăn trở khí thế của hổ ấp. Đàn em Trương. Triệu Huyền cắn răng nói, anh ta nhìn phía trước Đường Tuấn, vẻ mặt có chút kinh ngạc,
hiển nhiên là anh ta cũng không ngờ Đường Tuấn lại ra tay. Mặc dù bây giờ thân phận của Đường Tuấn là Trương Long Sơn, nhưng dù sao cũng không phải Trương Long Sơn, anh không cần phải vì vậy mà đắc tội với thanh niên cường giả tinh vực Bạch Hổ. Đường Tuấn chống lại khí thế của hổ ấp, anh còn có dư lực quay đầu lại nhìn Triệu Huyền, nói, giao cho tôi đi, anh hãy chữa thương trước. Triệu Huyền nhíu mày, nói, anh có thể không? Anh chính là Trương Long Sơn, cao thủ đứng thứ hai của thế hệ trẻ tuổi Vạn Diệu Cung, ngay cả Triệu Huyền cũng không ngăn được khí thế của tôi, mà anh lại dám thay anh ta ngăn cản, thật sự là muốn chết mà. Ánh mắt hổ ấp híp lại, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao, rồi nói, tôi sẽ đánh chết anh trước. Nói xong, khí thế của hổ ấp lại tăng lên, ánh bạc giữa hai mi tâm lóe lên, dĩ nhiên là anh ta vận dụng tinh thần lực. Khí thế cuồng bạo. Trong không khí vang lên âm thanh của tiếng sóng ào ào, một bóng mờ xuất hiện trên đỉnh đầu hổ ấp. Chương 2880 Long Thành đúng là thánh địa yêu tộc. Bóng mờ giống như một con mèo và một con hổ, thoạt nhìn trông rất hung dữ. Đàn em Trương. Triệu Huyền vội vàng nói. Vừa rồi nếu hổ ấp vận dụng một chiêu này, thì ngay cả một cái hô hấp anh ta cũng không chống đỡ được. Ông Lão Thiên Dũng cùng các trưởng lão Vạn Diệu Cung đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Mặc kệ là như thế nào, bọn họ cũng không thể nhìn Đường Tuấn bị đánh chết được. Quả nhiên là một con mèo hoang. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng. Thân hình anh thẳng tắp, chân ở trong hư không đạp mạnh một cái, âm thanh như cuồn cuộn sấm rền, cuốn về phía hổ ấp. Rầm rầm rầm. Bóng mờ tinh thần của hổ ấp bị đánh tan, và rơi vào trong đỉnh đầu anh một lần nữa. Đồng thời hổ ấp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt anh ta tái nhợt. Khí thế dũng mãnh không thể phá hủy lúc trước của anh ta, cứ như vậy bị Đường Tuấn phá vỡ, hơn nữa bởi vì phát động tinh thần lực để công kích, dưới sự phản vệ lại, anh ta cũng bị thương không nhẹ. Muốn chết. Cường giả thế hệ trước của tinh vực Bạch Hổ hoàn toàn không nghĩ tới hổ ấp sẽ thua, lúc này hổ ấp bị thương, bọn họ nhất thời tức giận. Một ông lão nửa người trên là người. Nửa người dưới là thân rắn hét lên một tiếng, đuôi rắn to như thùng nước quăng về phía Đường Tuấn. Đây là một cường giả xà tộc, ông ta định giết Đường Tuấn chỉ bằng một đòn. Hừ, người của tinh vực Bạch Hổ chỉ có chút độ lượng này thôi sao? Một thanh kiếm chắn trên đỉnh đầu Đường Tuấn, và giọng nói của trưởng lão cũng theo đó vang lên. Kiếm chỉ có 3 mét, nhưng cũng chặn được đuôi rắn khổng lồ. Các cường giả thế hệ trước của tinh vực Bạch Hổ thấy thế. Bọn họ cũng đều âm thầm vận pháp lực, như thể họ muốn ra tay. Ông Lão Thiên Dũng đi tới trước người Đường Tuấn, đối mặt với mọi người ở tinh vực Bạch Hổ, ông ta nói, Long Thành đúng là thánh địa yêu tộc, nhưng nơi này cũng là tinh vực Kỳ Lân. Các người thật sự muốn động thủ với chúng ta ở chỗ này sao? Người của tinh vực Bạch Hổ đột nhiên ngẩn ra, mấy cường giả thế hệ trước chuẩn bị ra tay, nhưng bọn họ nhất thời do dự, sau đó họ vẫn là thu pháp lực lại, không động thủ nữa. Cường giả xà tộc oán hận nhìn Đường Tuấn, ông ta cũng thu hồi đuôi rắn. Lúc này hổ ấp cũng điều chỉnh xong, sắc mặt anh ta vẫn tái nhợt như cũ, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ oán hận nồng đậm, nói, không nghĩ tới người mạnh nhất ở Vạn Diệu Cung không phải Triệu Huyền, mà là anh. Nhưng mà anh dám sĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2880.